chào quý vị và các bạn. Thời tiết tháng 4 ở Bắc Bộ vẫn đang trong giai đoạn giao mùa nên cứ vài ngày nắng lại có vài ngày mưa, rồi lại có ngày trời se lạnh. Dự báo thời tiết trong từ ngày mai đến cuối tuần ở Bắc Bộ sẽ có diễn biến như vậy. Cụ thể, từ ngày mai 14 tháng 4 đến ngày 16 tháng 4, do sự phát triển và mở rộng của vùng áp thấp nóng phía Tây lại kết hợp với rãnh thấp ở khoảng 23 đến 26 độ vĩ Bắc. Vì vậy mà trong cả 3 ngày này, Bắc Bộ trời ít mưa, trưa chiều giảm mây và chuyển nắng nhẹ. Nền nhiệt tại khu vực phía Đông Bắc Bộ tăng lên ngưỡng là 28 đến 31 độ. Riêng một số nơi thuộc khu Tây Bắc thì có thể đạt ngưỡng nhiệt độ là 32 cho đến 34 độ. Sau đó, từ khoảng chiều tối và đêm ngày 16 sang đến ngày 17 tháng 4 thì lại có một đợt không khí lạnh di chuyển xuống kết hợp với hội tụ gió ở mực 5.000 m. Do đó mà Bắc Bộ lại xuất hiện mưa rào và dông trở lại, đặc biệt là tại vùng núi phía Bắc có thể xuất hiện mưa vừa mưa to. Cùng với mưa thì nhiệt giảm và trời chuyển lạnh. Ở miền Trung, sự thay đổi của thời tiết chỉ diễn ra ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Tại đây, trong 3 ngày tới, trời có nắng nhưng mức độ vừa phải với nhiệt độ ở ngưỡng là 29 đến 32 độ. Một vài nơi ở vùng núi phía Tây, nhiệt độ có thể trên 34 độ. Từ đêm ngày 16 sang đến ngày 17 tháng 4, khi mà không khí lạnh dồn xuống thì sẽ gây ra những đợt mưa dông rải rác cho các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ. Cùng với mưa thì quý vị cần đề phòng với lại gió giật và lốc sét, nhiệt độ cũng sẽ giảm dần trong những ngày sau. Lưu xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới về chiều tối vẫn xuất hiện những cơn mưa rào rải rác và dông. Cục bộ sẽ có nơi có lượng mưa khá lớn trên 50mm. Và cùng với đó thì bà con cũng cần đề phòng có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Trên biển, gió trên hầu khắp các nơi thuộc Biển Đông, bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, có hướng Đông Bắc đến Đông với cường độ trung bình đến yếu. Chỉ lưu ý với quý vị là khu vực Nam Biển Đông thì mưa dông vẫn xuất hiện rải rác, làm tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông có thể xảy ra gió giật mạnh, tàu thuyền cần chú ý đề phòng. Bản tin thời tiết cuối ngày 13 tháng 4 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.